Hello, kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ xin kính chào quý vị nha. Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ. Welcome to my channel Nga Nguyễn America Life. Hôm nay Nga sẽ quay một cái video clip chia sẻ đến quý vị về cái ngày đầu tiên mà tiểu bang Minnesota đổ tuyết trong khi vẫn còn mùa thu nha cả nhà. Thì hiện giờ thì Nga đang ngồi ở trong xe, Nga mới đi làm ra. Thì hôm nay cũng vắng quá cho nên là Nga sẽ đi về sớm. Hiện giờ thì tuyết vẫn đang rơi. Tuyết vẫn rơi từ sáng đến giờ. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2020. Nhiệt độ ở ngoài trời hiện giờ là 30 độ F, nghĩa là trừ 1 độ C nha cả nhà. Thì trời lạnh rồi phải đội nón vậy nè, rồi phải đeo khăn vậy nè, rồi phải mặc cái áo dày vậy nè. Rồi đáng lẽ phải mang giày boots mà hôm nay mình sáng mình đi làm vội quá mình quên mang giày boots luôn. Thì bây giờ như cả nhà thấy nè, đó xe của Nga là tuyết đang dính đầy hết nè, đó nên nè, đó tuyết nè, thấy không đó đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi cào tuyết nha cả nhà nha. Với cả nhà biết sao, một khi mà một người lái nha cả nhà, thí dụ như mà dân Cali mà lên Minnesota ở thì phải đổi bằng lái nha, phải thi thi bằng lái lại nha cả nhà. Tại vì bằng lái ở Minnesota là mình lái theo cái thời tiết mà có tuyết á cả nhà, cho nên là mình lái phải cẩn thận lắm. Ở người ở tiểu bang khác tới đây là đều phải đổi bằng lái hết. Hôm nay thì nó mới có đổ khoảng 5 inches thôi. Có lúc nó đổ nhiều quá, nó tuyết đó, nó phà phà vô trong cái xe của mình á, cái kiến xe của mình á giống như là mình coi pháo bông mà nó tỏa tỏa ra vậy á cả nhà. Nói chung hôm nay là vẫn còn thấy cái lằn đường để mà chạy. Có nhiều lúc như mấy năm trước á, như khoảng chừng tháng 1, tháng 2, tháng 12 đổ á, thì có bữa nó đổ là coi như là tuyết mình chạy xe mà nó cứ phà phà vô trong cái cửa xe của mình á, cái kiến xe của mình giống như là mình coi pháo bông mà nó phà phà vô vậy. Cho nên là rất là ớn. Trời tuyết rồi thì bởi vậy mình mới đi sửa thắng xe rồi này kia. Trước khi vô mùa đông á là người dân ở Minnesota là hay hay coi tune up, coi xe cộ đồ, nếu mà bánh xe hơi mòn á thì cũng thay hết bánh xe luôn, rồi thắng á thì cũng phải thay thắng rồi luôn, coi coi
sự an toàn tính mạng của mình là trên hết á, thì mình phải kiểm tra cái những cái gì của xe mình á, để cho nó được an toàn để mình chạy vào mùa đông á cả nhà. Ở Việt Nam thì nói là ước gì là thấy tuyết đẹp quá đồ này kia. Chứ mình ở tiểu bang Minnesota là giống như là cái tủ lạnh của nước Mỹ, là mình coi như mình thấy mỗi năm luôn. Tuyết thì đẹp thì có, nhưng mà nó phần đẹp thì có đẹp, nhưng mà những ngày mà tuyết mà rơi như thế này á, thì tai nạn giao thông đồ á, thì nó cũng xảy ra rất là nhiều. Ăn thua là mình chạy chậm, mà chạy cẩn thận thôi cả nhà, mình đừng có chạy nhanh quá. Nếu mà mình chạy chậm á, thì mình nên vô cái lằn len bên phải nha cả nhà. Nếu mà xe nào mà người ta muốn đi nhanh á, hay là xe cảnh sát, xe cứu hỏa đồ, người ta muốn đi nhanh á, thì người ta đi cái lằn xe bên trái. Hoặc là những người nào mà người ta muốn đi cho nhanh á, thì người ta thường là người ta đi cái lằn là xe bên trái. Còn những người nào mà chạy chậm hơn á, muốn an toàn á, thì chạy cái lằn xe bên phải. Như các anh chị và ông bà cô bác nào ở bên Mỹ quen rồi thì biết về cái luật này thì đã biết rồi. Đó, bây giờ là tuyết nó rơi, nó dính lên mấy cái cây á, nhìn rất là đẹp, giống như trong tranh vẽ vậy. Giống như có một số người á, mình ở tiểu bang Minnesota này cũng mười mấy năm rồi, thì mình có người thân hồi mình mới vừa qua Mỹ á, thì mình đã có người thân ở Minnesota rồi, mà nói là mình thấy tuyết mình sợ quá, với lại cái cơ địa của cơ thể mình á cũng rất là sợ lạnh nha cả nhà. Nhưng mà không biết làm sao, cứ mỗi lần tới mùa tuyết á, thì nói thôi chắc sẽ đổi đi tiểu bang khác để ở tiểu bang nào mà ấm như Cali, Texas hay là Florida gì á, thì cho nó ấm thì nó đỡ hơn ở Minnesota. Chứ Minnesota năm nào cũng tuyết nhiều quá, nhưng mà cứ năm nào cũng nói, nó cứ nói không rồi không có dời đi. Giống như mình biết có một số người á, người ta ở tiểu bang Minnesota nha, mà khi mà người ta đã apply việc làm ở tiểu bang khác rồi, đã đi tiểu bang khác làm rồi, nhưng mà không biết làm sao á, giống như là ông trời ông sắp đặt là mình phải ở tiểu bang Minnesota, là mình phải ở tiểu bang Minnesota thì mình mới làm ăn được hay sao. Còn đi tiểu bang khác rồi, cũng có một số gia đình á, là đi tiểu bang khác làm ăn một thời gian rồi cũng phải trở về Minnesota lại, không biết làm sao kỳ vậy. Giống như là người ta thường nói mảnh đất ở Minnesota này á, là người ta thường nói là đất lạnh tình nồng nha cả nhà. Cho nên là người ở Minnesota này là mặc dù là ly dị cũng có, nhưng mà cái số mà ly dị á, mình nghĩ là nó ít lắm. Tại vì á, người ta nói là người ở Minnesota này á, nó lạnh á, thời tiết thì nó đã lạnh rồi, cho nên là tình á, nó rất là nồng ấm nha cả nhà. Tới đèn xanh đèn đỏ mà mình thắng một cái nó mình nghe cái chân của mình nó rực 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 ngay chỗ cái thắng, nó nghe nó rạo 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 rạo, giống như là cái xe, cái bánh xe của mình đó, nó cái thắng nó bóp vô cái bánh xe của mình đó, xong cái mình nghe nó kêu sực sực rạo rạo với cái chân của mình đó. Mà lái riết cũng quen rồi cả nhà ơi.
Hồi nãy mình nói để mình nói dạo đầu khoảng mấy câu rồi cái mình sẽ đi ra ngoài mình lấy cái đồ cào tuyết, mình cào tuyết. Nhưng mà có bạn làm chung á, nó thấy mình hình như giống như mình, nó tưởng là mình quên đem cái cây cào tuyết hay sao, nó tiện nó cào xe nó, cái nó cào xe tuyết xe trong xe của mình luôn. Trời tuyết trơn trượt cho nên là bà con cô bác nào mà ở tiểu bang Minnesota lái xe cẩn thận nha. Lái xe từ từ thôi, chậm mà chắc mà mình về được tới nhà, chứ đừng có lái nhanh quá rồi gây ra tai nạn giao thông rồi cái là mình không không có về đến nhà được nha bà con cô bác ở Minnesota nha. Mới có ngày đầu tiên thôi nó quất cho 5 inches. Sợ luôn. Đó, nó kêu rạo rạo nghe ớn chưa? Nói chung mình ngồi lên vô lăng lái xe mình phải bình tĩnh nha cả nhà. Mặc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mình cũng phải bình tĩnh để mình nếu mà mình có đủ bình tĩnh mình mới giải quyết được vấn đề nha cả nhà. Chứ nhiều nhiều chị em phụ nữ nhiều khi thấy nó cứ thấy cái xe nó cứ rào 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 rồi cái mình sợ cái mình không có đủ bình tĩnh á, cái mình run tay hay là gì á, bắt đầu nó cho mình chỉnh cái vô lăng mình nó xuống hố luôn á thì cũng rất là kẹt, tại vì trời tuyết trời lạnh á thì chờ người thân tới để giải quyết hoặc là chờ những cái xe mà nó thô để nó tới nó kéo xe mình lên á thì cũng rất là mệt mỏi. Cho nên là những gia đình nào hoặc là những ông bà cô bác bà con nào mà ở Minnesota hoặc là ở những cái xứ lạnh như ở Minnesota mình á thì mình khuyên quý vị nên mua bảo hiểm hai chiều. Và mình nên mua cái bảo hiểm mà mình trả mắc hơn chút xíu nhưng mà mình yên tâm nha cả nhà. Tại vì khi mà mình đi mùa đông vậy nè, rồi mình là phụ nữ nữa, phụ nữ phụ nam gì cũng vậy, đặc biệt là phụ nữ chân yếu tay mềm mùa đông này nè, rồi nhiều khi mình đi ban đêm hoặc là mình đi những cái ngày mà trời tuyết như vậy nè, mình nên mua cái dạng bảo hiểm giống như là lỡ mà xe mình nó có bị cái gì ở ngoài đường thì mình chỉ gọi công ty bảo hiểm tới, nó sẽ cho xe tới chở xe mình đi tới cái chỗ sửa luôn. Thì mình chỉ kêu người nhà mình tới hoặc là mình kêu taxi hay là taxi hay là người nhà mình tới để mình chở người nhà mình chở mình về thôi. Còn nếu như mà mình không có mua cái dạng bảo hiểm mà ở trên đường phố như vậy á thì khi mà xe mình mà lỡ mà nó có bị cái gì á mình phải gọi người nhà tới rồi mình phải kêu xe rồi nó tới nó thô về cái chỗ mà để sửa xe thì nó rất là phiền. Cho nên là mình đã mua cái loại bảo hiểm mà lỡ mà xe của mình mà nó có chuyện gì xảy ra ở trên đường á, khi mà mình đang điều khiển xe mình á, lỡ mà xe mình nó có xảy ra chuyện gì á thì mình chỉ cần gọi công ty bảo hiểm mình nói tao đang ở đường này đường này đường này ở thành phố này ở cái khúc nào đó thì nó kêu mình á là để xe của mày ở đó đi rồi á tụi tao sẽ tới thô xe của mày tới cái chỗ mà mày muốn sửa rồi thì mày sẽ tới đó mình mày mày lấy xe mày về thôi. Đó thì mình mua cái loại bảo hiểm đó. Mặc dù nó mắc chút xíu nhưng mà mình yên tâm nha cả nhà. Đó, trời tuyết đó ở tiểu bang Minnesota mình đó, cả nhà thấy sợ chưa? Nhưng mà mình đi riết mình cũng quen rồi, mình chỉ đi chậm chậm thôi. Trời tuyết này á không có xe nào đi nhanh được hết trơn á. Cái bảng ở ngoài đường á nó đề là mình phải chạy 55 mile trên 1 giờ
Nhưng mà hôm nay trời tiết mình chỉ chạy khoảng 40 mile trên 1 giờ thôi, thì cũng không sao, là xe ở sau nó cũng chạy theo mình luôn, chứ nó kho tại vì đường đường một chiều, một xe đi trước một xe đi sau thôi, không không có cái hai lane, cho nên là nếu mà mình muốn chạy xe chậm á, thì mình đi cái lane bên phải, còn mình muốn chạy xe nhanh á, thì mình đi cái lane bên trái. Ok, hiện giờ mình đang ở chỗ đường quốc lộ nha cả nhà. Thì nhà nước Mỹ thì khi mà người ta đã thấy tuyết mà rơi nhiều như vậy, như hôm nay là rơi khoảng 5 inches, thì những cái xe mà cào tuyết thì người ta sẽ hoạt động nha cả nhà. Như những cái người ta sẽ cào những cái đường lớn trước, như là đường quốc lộ, đại lộ thì người ta sẽ cào trước, còn những cái đường mà local ở trong như nhà mình, như những cái đường nhỏ mà ở trong xóm, như nói theo kiểu như Việt Nam mình ở trong xóm nhỏ đồ, thì khoảng tối nó mới cào, còn bằng ngày á, thì nó cũng có cào, nhưng mà nó sẽ ưu tiên những cái đường đại lộ với quốc lộ trước nha cả nhà. Đó, như hồi nãy cái đường local mà hồi nãy từ ở trong chỗ mình làm mình chạy ra, thì cái đường đó nó vẫn là đường local, thì nó chưa có cào tuyết, cho nên mình thấy tuyết rất là nhiều. Còn như bây giờ mình đang ở ngoài đại lộ quốc lộ á, thì nó cũng đã cào rồi, cho nên mình vẫn thấy đường để chạy, mình vẫn thấy cái lằn xe để chạy nha cả nhà. Hiện giờ là 4:29 chiều, thì cũng là giờ cao điểm rồi, cho nên là chỗ này thì sẽ hơi bị kẹt xe chút xíu. Mặc dù là cũng có một số người á, người ta và dịch bệnh Covid á, thì người ta vẫn làm việc ở nhà, nhưng mà vẫn có một số người người ta vẫn phải đi vô công ty hoặc là đi ra nhà hàng, tiệm nail, tiệm hớt tóc để người ta làm việc á, thì bây giờ người ta tan sở rồi, thì là cũng giờ là giờ cao điểm á, nên người ta cũng đã tới giờ người ta đi làm về á, cho nên là cũng hơi bị kẹt xe chút xíu ở khúc này. Nó cả nhà thấy bên phải mình á là có những cái cây thông, bây giờ tuyết nó phủ trắng hết trơn rồi, cả nhà thấy không? Với lại có điều mình muốn chia sẻ với cả nhà là trong lúc mà cái xe mà nó cào tuyết á, thì nó cũng chở muối để mà nó rải xuống đường, thì muối mà nó gặp tuyết á, thì nó tuyết nó gặp muối thì nó cũng sẽ tan ra, cho nên là những cái xe mà dù cho mới hay cũ gì, nếu mà đã từng chạy ở ở tiểu bang Minnesota rồi á, thì thường hay bị sét ở dưới, là tại vì do muối không cả nhà, do muối, do cái xe cào tuyết nó rải muối á, thì nó làm cho đá tan đi á, thì để cho người ta chạy xe được an toàn á, thì cho nên là thường là những cái xe mà chạy ở tiểu bang lạnh như Minnesota mình á, thường là nó nhìn nó cũ, nó hay bị sét hơn là những tiểu bang khác, như là những tiểu bang ấm như là Cali hoặc là Florida hoặc là Texas. Đó, cả nhà thấy không? Trong đây là đường local, giống như là đường ở trong hẻm á, thì xe cào tuyết của thành phố nó chưa có vô cào, cho nên là xe của bà con cô bác người ta đi á, thì nó tuyết nó cũng dăng tá lả hết trơn á, cho nên là những cái xe cào tuyết á, thì nó chỉ có ưu tiên cào ở ngoài đại lộ với quốc lộ trước, còn ở trong đường local á, thì từ từ nó mới cào. Đó, cả nhà thấy không, cái cây ở trước nhà mình lá mùa thu nó còn chưa rụng hết nữa, mà bữa nay tuyết rồi nó dính lên hết rồi. Video của mình tới đây đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi
xem hết video của mình nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Quý vị nào mà lần đầu tiên xem kênh của Nga Nguyễn, xin hãy ấn nút like, nút share và nút ấn chuông subscribe để ủng hộ cho Nga nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở next video. Bye bye quý vị. Thank you for watching.